Thì chắc chắn là ngày hôm nay không trả hết cho các bác đang đặt cọc đâu. Nhưng mà từ dần chiều đến ngày mai em sẽ trả hết cho các bác. Không cả. Bác nào đặt thì đặt tiếp, em đang nhập 60 đôi nữa, hơn 100 chiếc nữa về rồi. Còn sang đến bên đây. Thì đây, bác nào thích khủng, thích to thì em nó nằm hết đây rồi. Đủ các loại loa. Bát 30, bát 40, sân khấu, hội trường. Rất là nhiều. Bát 40. Đây, tất cả đều là hàng khủng. Báo cáo các bác là bây giờ em sẽ quay giới thiệu từng mặt hàng cho các bác và đã lột hết thùng ra cho bác để chi tiết từng đôi rồi. Với những đôi loa này thì các bác có thể chơi những căn phòng tầm 6 đến 80 mét vuông. Có những đôi loa bát 40 kia quý vị có thể làm sân khấu, hội trường hoặc là công sở vân vân. Nói chung là làm trong nhà ngoài trời được hết. Thì để vào đi vào chi tiết thì giới thiệu luôn đã, báo giá trước xong đi vào chi tiết sau. Thì đối với đôi loa đầu tiên đây, con này bát 40. Con này bát 40 từ nó phải 22 25 con 40. Giới thiệu chi tiết sau, con này 12 triệu 9. Sang đến con thứ hai, bát 40 trung kèn, tép kèn. 14 triệu 9. 14 triệu 9. Sang đến con thứ ba. Con thứ ba đó là con này giới thiệu sau, con thứ ba này, con này bát 30. Bát 30 tép kèn, tép còi. 8 triệu 6. Và con cuối cùng. Con cuối cùng con bát 30 đó là 9 triệu 8, con GFM12B. Con này GFM12B. Con này thì trước các bác tranh nhau. Con này trước M12B. Các bác nhớ nhá. Trước về được có 2 3 đôi các bác tranh nhau hết rồi, hôm nay lại được một đôi. Bác nào lấy thì liên hệ. Để đi vào chi tiết thì mời các bác đến với đôi loa đầu tiên. Đôi đầu tiên thì đây. Báo cáo các bác là về đối với loa này thì con này từ nó khoảng độ 22 củ từ này, rộng này 22. Tất cả phía sau cái bọc từ côn bảo vệ côn trùng là toàn bằng thép thôi. Bát 40. Con này thì xin phép quý vị là em chỉ cần em lấy tay em nhấc một bên đấy nhá, không thể treo lên được. Còn về cái côn này này thì có nhiều bác biết về loa thì bác sẽ đọc côn. Nó to bao nhiêu kích cỡ, như em thì em không biết về côn, nói thế cho nhanh. Loa thì đấy, từ từ em ngửa. Từ từ nó lật một cái là nó hỏng mất. Nó lật một cái nó hỏng mất ạ. Đây. Côn từ bao zin bao đẹp bao chất cho các bác luôn này. Này đấy. Được chưa? Đây. Ở cái miệng của cái côn này này, cái đường côn này nó to, con này nó phải to bằng cái bát ăn cơm của mình. Chứ không phải bát nước chấm đâu nhá, bát ăn cơm. Em cứ ví như thế cho nó nhanh. Bằng cái miệng bát ăn cơm của mình. Bát ăn cơm. Đấy. Thôi này. Rồi đây. Còn là tên của em nó đây. Tên hãng của em nó đây ạ. Home Red cái gì này. Con này là 300W một củ này. Công suất 300W một củ, còn made in đây. Bác đọc cái made in hộ em luôn đi. Cho nó nhanh. 300W một củ này. Đấy, bát 40. Hơn 40 màng giấy, gân vài tầm dầu. Con này bao cho quý vị đánh xõa này, đánh hơn hậu trường. Còn về con kèn của nó đây, con còi đây, tép còi đây, cũng vẫn thương hiệu đấy. Ôi chào ôi, riêng con còi của nó đã 200W rồi các bác ạ, 8 ohm. Này, riêng con còi này của nó 200W rồi. 200W, 8 ohm, được chưa, riêng con còi. Đây, củ của nó đây, á vạch của nó đây. Củ còi đây. Củ còi này nó sâu khoảng độ 22 chiều sâu. Còn miệng còi của nó thì khủng rồi. Miệng còi của nó chiều cao này 21-22. Chiều chéo này thì tầm 30 rồi, không nói. Còi. Củ còi, củ từ của còi nó tầm khoảng độ 18. Cái 5 châm này, 18. Báo cáo các bác là hàng khủng, quá khủng. Nhưng con này thì không nói nữa. Và đôi loa này thì giá em báo cho quý vị rồi. 12 triệu 9 nhé. 12 triệu 9 thì phải nói luôn là nó mức giá các bác cứ đi tham khảo đi. Em khẳng định là đi đâu thì đi rồi quay về với em thôi. Nói thế cho nhanh. Không có chỗ nào lại được mức giá đấy đâu. Đấy, được chưa? Vậy là con kia là cái củ của nó là bát là 300. Còn còi của nó là 200. Vậy là tổng 500W. Trên này nó ghi công suất thực tổng. Tối đa của tổng của nó là 400W. Có nghĩa là đây, công suất thực nó ghi đây. Tổng 400W với chiều kháng 8 ohm. Đấy, tên của nó đây, VF15. Đấy là đối với đôi loa này, mức giá 12 triệu 9.
nó quá khủng. Cho quý vị quay vào đến phân tần. Phân tần thì phải nói luôn là nó dã man con ngan thôi. Phân tần thì dã man con ngan. Báo cáo phân tần này là em phải nhả keo nến thêm vào. Nhả keo nến thêm vào để tránh nó bị đi nó quá nặng đấy. Lâu ngày cái keo của họ nó lâu ngày nó bị khô, nó sẽ bị rơi. Nó tránh bị sợ là cái củ này nó bị rơi, nó long ra nó rơi, nó đập vào loa thì nó hỏng mất loa thì phí lắm. Đấy, báo cáo quý vị là như vậy. Còn con này thì nó có cả một mảnh tán nhiệt đây này. Cho phân tần này. Có một thằng bia tán nhiệt. Đấy, chở to khủng luôn. Con này thì một bát đây, một tép còi đặt đây, hai lỗ thông hơi hai bên. Ê căng đằng trước của nó đây ạ. Tấm ê căng, con này để cả cọc nhé, có lỗ cắm cọc nhé, ê căng đây. Và mặt trước con loa đây ạ, mặt trước của nó đây. Đấy, mặt trước của nó đây. Đấy, mặt trước của nó đây. Được chưa? Logo của nó đây. Tên logo của nó đây. Có tìm hiểu nha. Bao chất, bao hay, bao đánh bay nóc nhà cho các bác luôn. Giá 12,9 triệu. Sang đến con tiếp theo, con khủng. Con này thì quá khủng. Khủng, chưa gặp con nào khủng kiểu này. Con này cũng là bát 40. Nhưng con này nó làm các vát góc của nó chém vát, vát các góc. Nó nhìn như kiểu giống theo kiểu thương hiệu của Philips. Các bác nhìn từ của nó này. Úi trời ô. Được chưa? Côn từ còn zin đét luôn. Được chưa? Côn từ còn zin luôn. Zin cực kỳ luôn. Này. Nhìn cái râu của nó đã thích. Bác nhìn cái đường râu của nó nhìn nó chất được chưa? Chưa nói. Được chưa? Đấy, ở bên đây côn từ này. Bát 40. Sang đến con chung với con tép thì các bác nhìn này. Con chung với con tép nó đổ, nó đúc theo kiểu này cơ. Nó đúc liền luôn. Các bác nhìn con chung này, xử lý trong này. Đấy, con chung này, con tép này, tép còi này, tép kèn này. Được chưa? Chưa vệ sinh một chút nào nhé, chưa lau dọn. Em để đúng hàng chất bãi cho các bác luôn. Để đúng chất bãi, không màu mè. Còn đây này, lau đi cái sạch luôn đi này. Đây này, đấy ạ, lau cái sạch luôn ạ. Để đúng chất bãi này luôn. Đây con này, này. Đấy được chưa? Đúng chất bãi luôn ạ. Ok chưa? Đấy. Đúng chất bãi cho các bác luôn. Hai con này nó còn thương hiệu, nó là một hãng. Hai đồ loa này nó là một hãng của nhau đấy. Nhưng nó thiết kế theo kiểu khác nhau. Con này thì nó cả chung cả kèn. Con này là con Hopman. Cái gì này? Con này cả kèn cả còi. 200W tiếp nhé. Được chưa? Phân tần trong này đây. Phân tần của nó có trở, có khủng và có cả tản nhiệt. Tất cả có hết. Được chưa? Quý vị nhìn luôn này. Nỉ trong góc thì không nói rồi. Tất cả các kê góc được kê nhé. Được kê vít hết bằng ốc nhé. Vít tất cả thì nó mới chịu được lực của cái thùng này. Này vít hết này. Tất cả dây còn zin hết theo màu. Đấy. Bát 40, một chung, chung kèn, tép kèn nằm hết trong khu này, đúc thêm khúc này. Về cái kích thước của nó đây. Con này thì nó cao hơn kia. Mà tóm lại là nó rất là nặng và chắc chắn. Con này 14,9 triệu. Đôi này thì không kiếm được ra đâu các bạn. Các bác nhìn cả chung cả kèn được đúc hết này. Đây còn về tên của nó đằng sau đây ạ. Nó là V3. V3. Được chưa? Con V3. Con này thì bao chất, bao hay cho quý vị. Đánh JBL không lại được đâu. Không thể lại được những đôi này đâu ạ. Con này là 14,9 triệu. 14,9 triệu một đôi này. 14,9 triệu đôi. Quay sang đến đôi tiếp theo. Đó là đôi loa gì đây? Con này là tấm, này là tấm nó mạ cái tấm như kiểu tấm thép ấy. Đây này, con này 350W một loa, vậy là đôi này là 700W. Độ nhạy là 98 dB. Con này là con cóc hay con cóc gì này, con cóc này. Model M12. Có đường cái lai vào lai ra.
Đối những đôi loa này thì bao cho quý vị hát những căn phòng từ 50-60m2, 70m2 thoải mái, thì cả 100m2. Đấy. Được chưa? Mức giá là 8,6 triệu. Mức giá là 8,6 triệu. Con này là nó lại gọi là màu cà phê. Màu cà phê xám nhé, màu cà phê. Thì sang đến đây thì em giới thiệu về bát của nó cho quý vị. Về thôi, trước khi đến bát thì bác nhìn cái phân tần của em nó đi. Nhìn cái độ tinh xảo, nhìn cái độ làm của nó đẹp. Tất cả cái nắp núm trên này đều được núm bọc đồng hết này. Bọc đồng tất cả luôn này. Cái đó luôn nó đẹp lắm á. Quá đẹp luôn, quá đẹp, quá chất. Đôi này 8,6 triệu. 8,6 triệu. Nghe phiên phiến thôi. Hỏi như này đi, 8,6 triệu. Con này con này là con xe cái gì này. Đọc chả đọc được đâu, em không đọc được tiếng Anh. Các bác cứ tham khảo. Em quay cái model này các bác nhìn, các bác tham khảo của em. Con này vừa báo với bác là 8,6 triệu đấy ạ. Đây, vỏ nó là màu cà phê. Con này là con còi này. Một con tép còi này. Củ còi quá khủng. Củ còi nó 20. Từ số 20. Củ còi nó số 20 đấy. Con này là hàng made in Italia. Made in Italia. Italia. Con này một bát 30. Củ khủng bát 30. Con này trong gia đình quý vị chỉ cần duy nhất một đôi này thôi. Khỏi cần súp. Nói tóm lại là hai gia đình chỉ cần một đôi này, không cần súp. Mang giấy gân vải tầm dầu. Chưa. Đây thân thùng vỏ rất là đẹp, còn rất đẹp. Màu này nó gọi là màu, nó không phải là màu cà phê lắm đâu. Nó lại gọi là màu ghi. Ghi sáng, không phải. Màu cà phê của màu cà phê nó sẽ đen hơn nhưng màu này nó sáng hơn một chút. Đấy. Đôi này là 8,6 triệu. Còn sang đến đôi tiếp theo nữa, đó là đôi loa mang thương hiệu B12B. Con này thì cái đặc trưng của nó, thiết kế đằng trước thì nó quá đẹp rồi. Con này nó cách đây khoảng 2 tuần có về được 3 đôi. Các bác đã bị em cuốn hút ngay từ cái căng phía ngoài ban đầu. Được 3 đôi nhưng mà hết. Và sau đó rất nhiều bác hỏi con này nhưng hết. Hôm nay về được đúng một con nữa thôi. Đúng một con nữa. Đây, mua đèn đây. Từ của nó thì khủng rồi. Tất cả con trước đã khui hàng cho các bác biết rồi. Đấy, rồi nó khủng rồi. Từ nó thì quá khủng. 200W một củ này. Đấy, con này quý vị có thể đặt này, đặt nó thiết kế đặt kê đặt cũng được, có nỉ hoặc là có cọc lên giá. Con này tép còi đây, còi khủng luôn, còn chưa thấy lo bụi, được chưa? Còn chưa thấy lo bụi này, đấy lau cái này, lau đâu sạch. Có nghĩa là hàng hôm nay em để nguyên, em để nguyên mộc bãi cho các bác như vậy, được chưa? Với đôi này thì các bác đã biết rồi. Con này thì cực kỳ khủng. Loa rồi từ phân tần khủng. Thùng đây. Vào luôn cả đến phân tần. Yeah. Ok chưa? Tất cả nó ke rất là chắc chắn. Đấy. Con này mức giá là 9,8 triệu. Nha cũ. Đối với con này thì các bác đã hỏi rất là nhiều. Con này quý vị chú ý này. Nó là GFM12B. Công suất 350W, 700W một đôi này. Trở kháng 8 ô, độ nhạy là 98 dB. Được chưa? 98 dB. Có cổng vào cổng ra. Con này GF này em đang bán rất là nhiều. Riêng GF mà cái loại bát 25 em nhập nó 4-50 đôi rồi. Còn hết đến nơi. Có cái 10, đấy là 10B. Còn 12B thì trước 3 đôi, hôm nay về được đôi nữa. Bác nào lấy có nhu cầu thì liên hệ. Đấy. Vừa rồi là toàn bộ clip em giới thiệu đến là quý vị một số mã loa. Nói tóm lại là cái lô này bao cho quý vị chất, bao quý vị hay. Mà bao luôn là không có hàng để đụng mới đâu. Nên rất là nhanh. Ít lắm. Bác chơi xóa đi. Đấy. Karaoke gia đình hội trường hoặc bác nào thích lắp sân khấu, lắp cho cơ quan, đơn vị. Những đôi loa này thì khỏi phải nghĩ. Hẹn gặp lại quý vị vào clip sau. Còn đây, lô này thì vừa báo cho quý vị rồi. Đấy, còn bên cạnh đó thì riêng thời gian vừa qua thì với kênh của em các bác, cái hàng cái con này, nó làm điên đảo thị trường các bác. Phải nói là làm điên đảo. Em chỉ giới thiệu chắc là tầm khoảng 4 YouTube, 5 YouTube thôi.
năm bài thôi. Nhưng mà chính những khách hàng lấy những bộ này về, đã giới thiệu, và thật ra là cũng giới thiệu một phần, nhưng mà nó làm thuyết phục cho những khách hàng đến hát. Có những bác lấy về quán bar, quán bia đấy, vừa bán vừa hát cà phê, nên là cái số lượng khách của em nó nhân lên rất nhiều. Nên chính vì vậy ngày hôm nay nó về kia, nhưng em vẫn không đủ đơn để giả, em đang đặt 60 đôi thì 120 cái đang về tiếp, thì nó về dần các bác nhé, về dần. Đối với con này thì nó rất là hay, lấy một chiếc thì 7,9 triệu vẫn hát gia đình thoải mái, mà lấy hai chiếc thì các bác chỉ cần này. Ngoài ra em này, con này 7,9 triệu một chiếc, bát 40, kèn 40, em bao hát hay, bao echo, tất cả hay lắm ạ. Hàng sản xuất cho thị trường Đức. Em đã báo với các bác rằng nếu các bác chê không hay thì em bao cho các bác tiền cước trả hết cho em giả không lấy một xu nào của bác, thì các bác phải biết này, bao hay, bao đẹp, bao chất luôn nhé. Và cái đặc biệt là muốn dùng một đôi thì quý vị, con này quý vị làm chính, quý vị cắm mic bên này chẳng hạn, quý vị muốn chỉnh to nhỏ tại một con thì quý vị chỉ cần cấp một đường jack Canon, nó để jack Canon này, cắm đây là đường ao này, đường ao từ con chính nhé, đây là con chính nhé, ví dụ con này là con chính thì cắm một đường ao đây cho nó chạy sang vào đường in của con này, vào đường in bên này đấy, và con bên này chỉnh công suất như nào thì con bên này chỉnh y như vậy, là tự mình cứ chỉnh to nhỏ bên này nó tự đẩy sang nhau vậy thôi. Quý vị chỉ mất 7,9 triệu một con, ví dụ mua một đôi 16 triệu đi, 16 triệu này quý vị không phải mua đẩy nữa, không phải mua vang nữa. Ví dụ như những đôi loa ngoài kia đúng không, bát 40 có rẻ đấy, là em bán rẻ cũng phải 14-15 triệu đúng không, bát 40, nhưng mà chưa có vang đâu, chưa có đẩy đâu. Nếu mà để thế nên em bảo là nếu mà để ghép một đôi mà nghe nhạc chất như con này, quý vị cứ chuẩn bị phải trên 30 triệu thì mới vượt được đôi này, em cá luôn. Nên em dám bao là quý vị nào về hát không hay em bao cho giả cho em thôi mà. 7,9 triệu một chiếc, bác nào lấy cứ điện thoại tiếp liên hệ đặt hàng, em còn hàng đang về 60 đôi nữa đủ.